Chứ thì cái này tắm với uống với sức thì nó thiền giảm, mà còn cái khớp nó còn nhức quá anh này. Cái dạng như là anh bị cái bệnh này nè, rồi nó qua viêm khớp luôn đúng không? Viêm khớp giờ nó mãn tính này, uống thuốc của chị Trang bên Tiền Giang chỉ nói trong vòng 6 tháng là nó hết. Thì em cũng kiên trì thuốc đó ngày lắm anh, chỉ ăn thịt heo với cá lóc thôi không à. Nói chung cái bệnh này là phải kiêng cữ này kia nhiều. Em thấy cái chân là còn phải nhiều Ừ, còn nè. nhiều. Đây cả nhà nhìn thấy là cái chân, những cái lớp sừng của anh đó, thấy còn nhiều lắm, nó chỉ đỡ cái phần tay ha. Nhưng mà Lưng đồ tùm tại lum cái chân nó nhiều hơn cái tay á anh. Anh đi anh phải chống gậy nha, anh đi cầm khom khom chứ không có đi đứng bình thường. Dạ rồi không không mạnh gì được, phải lo cho con. Con năm nay bao nhiêu rồi? 63 tuổi rồi. Dạ 63. Đó. Bây giờ cô còn khỏe mạnh á, còn lo cho anh được. Đó. Một mai nào đó sức khỏe yếu mà ốm đau mà, mình là con người mình đâu có tránh khỏi bệnh tật. Dạ kính thưa quý vị khán giả cùng với nhà hảo tâm, thì hôm nay mình đang có mặt tại đây là ấp Thích Phúc thuộc xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Thì cách đây ít tuần mình có qua đây chia sẻ đến cả nhà một cái hoàn cảnh anh Bổn thì rất là đáng thương. Thì anh mắc một cái chứng bệnh đó là khắp người anh là nổi đầy những cái vảy sừng, và nó gây những cái cơn đau và cơn ngứa rất là khó chịu, và anh không thể ngồi, anh chỉ đứng thôi, tại vì nó ảnh hưởng đến cột sống nữa. Lúc trước á thì anh còn có người cha thì phụ tới lui chăm sóc, nhưng mà dạo gần đây mình hay một cái tin rất là buồn là chú mới vừa qua đời cách nay là khoảng mấy tuần, và mẹ của anh á là đi làm xa và phải về nhà để mà chăm sóc cho anh. Hôm nay mình quay trở lại đây để thăm anh, đồng thời là đã thắp cho chú một nén nhang, đồng thời mình cũng sẽ gieo cái duyên hôm nay mà nhà hảo tâm giúp đỡ cho anh được một số tiền để trao cho anh, có để anh có tiền để mà đi chữa bệnh. Thôi để hiểu rõ hơn về cái tình hình sức khỏe hiện tại của anh Bổn như thế nào, mình xin mời cả nhà theo dõi video của mình nha. Chào cô. Chào Dạ cô, mấy chào anh cậu. Bổn. Dạ Dạ chào anh đang khỏe không anh? Dạ anh em cũng đỡ đỡ anh ơi, mà còn Dạ nhức quá. còn nhức Dạ hả? không hết mấy cậu. Dạ ở cô cho anh với cô ngồi ghế. Anh đâu có ngồi được. Dạ Em đứng không, em ngồi không được. dạ Thôi hai mẹ con đứng thì luôn bà thì ngồi tệ đây. thôi. Cô ngồi đi, cô ngồi đi cô. Dạ không sao đâu cô. Dạ thì đây chính là anh Bổn nha cả nhà. Thì anh bị những cái căn bệnh vảy nến như thế này nè, cơ thể là nổi đầy những cái lớp sừng, rồi nói chung là nhìn rất là đau đớn và ngứa ngáy. Anh không thể ngồi được nên là để cho anh đứng để mà nói chuyện với mình nha. Dạ chào chào cô. Dạ cô Chào đây là cậu, mẹ ruột của anh mẹ Bổn. của hai bổn. Dạ trước trước đây á, là cô như là cô đi làm cô không có nhà phải không Rồi bị ổng đi làm gần, rồi ổng trưa ổng có về, tôi bị cái hết hàng ta mới có cho về ép cốt á. Dạ là cụ thể là mình làm công việc như thế nào con? Vũ sát dừa. Vũ sát dừa. Người ta ép cốt ra mà Mình làm mình ngủ tại đó luôn. không, mình về 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 mà đều sớm thì về sớm, tối thì về tối vậy á. Anh Bổn ơi, em hay tin á, là chú mới qua đời cách nay là bao lâu rồi? Dạ nay gần 1 tháng rồi anh. 1 tháng hả? Dạ Chú bị bệnh sao mà chú mất vậy? Rồi ba em bị viêm viêm ruột già, rồi bị nhiễm trùng á, mổ ra rồi bị bể trỏng, rồi ba qua không khỏi, ba mất luôn anh, mất ở bệnh viện rồi trở về. Bị nhiễm trùng dạ đường ruột á hả? dạ bị mổ trùng, nhiễm trùng á anh. Cái lần trước em ghé là thấy chú còn khỏe lắm mà. Dạ mà tới chợ cũng phát bệnh lên, cái đi không kịp, cái qua mổ mà rồi không qua khỏi, người ta nói 50-50 á anh, rồi đưa vô phòng hồi sức, rồi sáng bữa sau 7 giờ 10 ba không mắc luôn, rồi làm thủ tục đưa về. Dạ cái thời gian đó là em không có hay, Dạ nhưng mà có một vị khán giả là Ngọc My á, là cái đó là ai ra? là thấy mình không có số điện thoại của Tâm á, rồi Dạ mấy Ngọc My mới thấy, mới nhắn tin giùm Tâm cho nhờ hay á. nhờ hàng xóm á Nhờ hàng xóm nhắn tin ha. á. Thì cái vị khán giả đó nhắn với mình á là ba anh Bổn là mới mất, và như là bữa đó là anh khóc dữ lắm đúng Dạ khóc dữ lắm mà em không có để tang ba em được. không? Dạ Dạ tại vì bệnh của em. dạ tại vì cũng hiểu, khán giả cũng hiểu là Dạ anh đây là khắp người nổi những cái Dạ vảy sừng
Như thế này đây, là chú là lúc trước là cũng cũng đi làm chung với cô hay sao cô? Ổng bằng hồ, ổng bằng vòng vòng đây, ai kêu ổng bằng gần đây nè Dạ, cậu. chú làm hồ ha. Dạ. Dạ. Rồi cô giống như là cô đi làm thuê cho người ta giống Cũng như là két. có gian đi chứ cũng không biết chạy xe nữa. Dạ, Ờ. mình đi làm xa không cô? Gần với cậu Củ Chiên là Cầu Củ Chiên ha. Ờ. Dạ. Rồi sáng làm chiều mình về ha. Ờ. Dạ. Rồi chú cái bữa mà chú nhập viện á là Trời ơi, nó điện xuống mà máy nó chạy quá rồi, đâu có nghe riết, nó nhắn tin với thằng cháu ra nói, tôi nói tôi bỏ, tôi đi về, tôi nói tôi đi không nổi nữa. Nói ổng giờ xuống Cù Lao Minh này chuyển qua Bến Tre rồi, về cái tắm rửa rồi cái chạy qua bển thấy ổng ngồi, ổng vịn hai chiếc xe không mà ổng cứ ổng lắc qua lắc lại, ổng nói đau nhức quá bà ơi, bà lấy dầu bà tha thằng tôi mà. Trời ơi, biết thấy biết tội hết, biết tội luôn, không biểu bà ra mua cơm ăn đi bà, nói ông đau quá tôi ăn không được ông ơi, tôi không có ăn mà thiệt, bữa ông mất rồi tôi nói ai lợi nhiêu người cũng quở, trời ơi chị nay sao chị ốm quá trời ốm, nói thấy ảnh vậy đâu có ăn uống gì được, chỉ uống sữa mà uống cũng không được nhiều. Dạ. Người bệnh tình của anh Bổng á, hôm nay mình có hình như em thấy cái tay anh nó đỡ hơn Nay nó Dạ cũng có đỡ. chú kia, chú cho cây thuốc với em uống thuốc của chị Trang bên Tiền Giang á anh. Dạ. Rồi. Là của người ta cho thuốc mình hay sao ta biết mình của anh đã cho. Dạ, tại cũng thấy trên clip của anh á, rồi chị điện về chị hỏi thì chị cho thuốc em uống. Dạ, thuốc đó Dạ. mình uống hay là mình sức? Rồi mình uống với một chị ở Chợ Lách cho thuốc sức nữa anh. Dạ. Dạ. Rồi anh uống cho anh thấy nó có bệnh tình nó có thuyên giảm không? Cái thầy cái này tắm với uống với sức thì nó thuyên giảm mà còn cái khớp nó còn nhức quá anh này. Dạ. Dạ. Cái dạng như là anh bị cái bệnh này nè, rồi anh nó Dạ. qua viêm khớp luôn đúng không? Dạ, viêm khớp giờ nó mãn tính này, uống thuốc của chị Trang bên Tiền Giang chỉ nói trong vòng 6 tháng là nó hết. Thì Dạ. em cũng kiên trì thuốc đó, ngày em uống 5 muỗng. Dạ, sáng 2 muỗng rưỡi, chiều 2 muỗng rưỡi. Dạ, rồi anh có đi tái khám gì không ạ? Nó đau quá em ngồi xe không được, khó khăn quá thành em mua thuốc thêm về em uống anh này. Dạ, Dạ. thì quý vị khán giả cũng cũng hiểu cho anh Bổng Dạ. là khi anh bệnh như thế này á, rồi Dạ. anh cũng cũng không có ngồi được, ngồi xe chắc không được Dạ rồi, không được anh. là thua. Dạ, Bây dạ giờ chỉ thôi. nằm thôi, Dạ chỉ một nằm. nằm hai đứng thôi. Dạ. 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 Rồi anh ở nhà anh có làm gì thêm không anh? Dạ em có lãnh bông thì nên là về em làm gia công thêm anh. Dạ. Dạ. À cái này phải không? Dạ. Mình nó đứng không, Dạ nó anh đâu đứng suốt có em người làm phục luôn á. vụ với nó. Đây nha cả nhà, để mình quay lên cận cảnh hiểu rõ hơn công việc của anh đó, là có nghĩa là bằng những cái bông này nè, bằng bằng nhựa là anh lãnh về anh gia công. Đây là mấy cái hạt này nè. Ở trong cái sọt thành phẩm rồi người ta mình dở ra À cái anh này coi. là cái thành phẩm à, để em lấy Dưới nè. dưới Ở dưới thau, anh dưới thau á con. dở cái thau Dở cái dở xẻ lên, cái xẻ đó. À cái này ha. À rồi. Đó anh lấy cái bông hồng ra. Nguyên cái thau luôn cũng được nữa con. Rồi Đó bông hồng. đây đây để lấy cho quý vị khán giả dễ hình dung á, là cái sản phẩm thủ công này nè, là anh Bổng mặc dù là bệnh á nhưng anh vẫn lãnh về nhà làm, và mình làm mình đứng hả, Dạ em đứng đứng không à. xuống anh này. Như vậy nó mỏi dữ lắm sao chịu nổi. Thì nó Mỏi rồi em nghỉ một chút rồi em làm tiếp. Rồi mình làm cái này nè, rồi tiền công mình tính như thế nào anh? được 11.000 ký ảnh này, bông hồng nhỏ á. 11.000 một ký. Dạ Nhẹ lắm. nhẹ que rồi này, rồi một ngày anh làm được một ký rưỡi lắc một nhắc ngày này một ký rưỡi chỉ được mười mấy ngàn thôi. dạ Nhưng mà mình không làm thì không có ăn. dạ không có làm không có ăn anh. Dạ Dạ, nghe rất là đau lòng. Rồi cô làm đó là mình có thu nhập cao không cô? vừa nhiều thì cũng được 100 mấy, mà chắc cô nghỉ cô không đi ở nhà lo cơm Dạ. nước rồi cho nó. Lúc trước á, chú còn khỏe á, là cái thời mình biết anh Võng á, là mình gặp chú là ở nhà thì chú đi làm hồ thì nhiều khi tới lui, thì cô thì đi làm ở cái dừa dừa chiều mới về, thì cơm nước này kia có chú cũng đỡ. Còn bây giờ từ khi mà chú mất rồi thì giờ cô phải nghỉ luôn rồi, cô phải nghỉ nhà và phải lo cho anh Bổng. Dạ chờ anh, em đâu có biết là lần trước ghé em đâu thấy đây, là đâu Chưa thấy làm này đâu. hôm hôm đó hết Có hàng ta chưa làm. có, rồi có Dạ anh cái anh nãy anh Tư nãy anh chở lên giùm em.
Dạ. Em cũng mới làm mà hổng gài được bao nửa bao rồi, anh lên anh chở người ta vô người ta lấy gốc. Dạ. Dạ. Ví dụ anh nhìn nửa bao là khoảng bao nhiêu ký anh? Chắc cỡ 3-4 ký rồi anh ơi. 3-4 ký gì? Có mấy chục ngàn mà hả? Dạ. Dạ, làm gì nói chung có đồng vô đồng ra cũng đỡ ha. Dạ, cũng kiếm mua được gói trà uống. Thích uống trà hả? Dạ, uống trà. Uống trà. Dạ. Dạ, anh ăn uống mà mình có cử gì gì không? Dạ, cử đồ phòng nhiều lắm anh. Dạ, chỉ ăn thịt heo với cá lóc rồi không à. Dạ. Dạ. Ừ. Nói chung cái bệnh này là phải kiêng cử này kia nhiều. Em thấy cái chân nó còn phải nhiều nè. Còn nhiều. Đây cả nhà nhìn thấy là cái chân, những cái lớp sừng của anh đó. Thấy còn nhiều lắm, nó chỉ đỡ cái phần tay ha. Dạ. Lưng, đồ tùm lum. Tại cái chân nó nhiều hơn cái tay á anh. Dạ. Dạ. Anh đi anh phải chống gậy nha. Dạ. Anh đi cờ khơm khơm chứ không có đi đứng bình thường nữa. Hai cái khớp háng nó cứng thì cái nó gỉ cái xương sống xuống thành ra đi cái mới khòm không vậy. Không ngồi được luôn. Không ngồi nó cứng ngắc luôn. Mình không ngồi như vậy là bao nhiêu năm rồi anh Bổn? Dạ nay 10 năm rồi anh. 10 năm anh Bổn là không thể ngồi suốt 10 năm. Chỉ nằm và đứng. Và đi lại vận động rất là khó khăn. Dạ. Sinh hoạt hàng ngày giặt đồ giặt giũ rồi. Tôi còn... giặt không. À là cô làm ha. Chứ ảnh bây giờ là thua rồi. Dạ. Giờ chỉ cơm nước thì anh tự ăn được ha? Dạ được. Nó ăn được nhưng mà tôi nấu. Dạ, tôi nấu thì nhiều khi bưng lên cho nó, mấy khi mà nó đau nó nhức không á. Tôi bưng lên cho con. Dạ. Cô bưng lên là anh tự ăn hả con? Ừ. Nó cũng vậy, nó đứng trong cái bàn đó nó ăn. À, ồ, mình ăn cơm mình cũng đứng luôn? Dạ, đứng luôn hết trơn, anh ơi, toàn bộ đứng không á. Dạ, nghe thôi mà thấy sốt thôi. À, dạ anh Bổng ơi, dạ. Nói chung thì đây cái lần thứ hai em ghé mình á. Dạ. Thì lần trước em có quay cái hoàn cảnh anh lên thì dạ. Em để chia sẻ đến bà con cô bác nhà hảo tâm á. Dạ. Thì em có nhận được cho anh một cái số tiền. Dạ. Thì hôm nay em gieo cái duyên đó qua đây. Dạ. Để trao lại cho anh, có thể là với một cái số tiền đó mình cũng hy vọng là anh có thể là thuốc thang này kia, rồi lo cho cái cuộc sống hàng ngày. Bây giờ cái khả năng lao động của anh nó so với người bình thường nó đã bị giảm đi rất là nhiều. Ừ. Hầu như không thể làm được những việc nặng bằng tay chân. Mà anh phải gia công những cái bằng nhựa này nè. Đồ mình làm một ký thì chỉ có mười mấy ngàn. Nhưng mà cái này nó rất là nhẹ, làm rất là lâu. Một ngày chứ phân tầm ký mấy thôi. Nhưng mà làm phải đứng nữa. Dạ. Dạ thì cũng hy vọng với cái số tiền nhỏ đó có thể là giúp được cho gia đình mình ha. Ừ. Dạ. Thì sau khi mình chia sẻ cái hoàn cảnh của anh Bổng á, ừ, lên mạng xã hội á, ừ, thì mình nhận được tổng cái số tiền mà nhà hảo tâm gửi cho anh Bổng là 18.550.000. Thì sau đây mình xin phép đọc tên mà quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho anh Bổng trong suốt mấy tuần vừa qua. Ừ. Thì trong đây có nhóm của chị Phương Tệ, chị Tố Vân, chị Oanh ở bên Mỹ, mỗi chị 50 đô la Mỹ là tổng cộng 150 đô la Mỹ là 3.450.000. Bạn Tô Tấn 2 triệu. Anh Thanh Hồ 2 triệu. Chị Dung Ngô ở Canada 200 đô Canada là 3.600.000. Anh Hải Võ 1 triệu. Bạn Hoàng Long 1 triệu. Dì Tư Hiếu ở Mỹ Long 1 triệu. Anh Kiếm Vũng Tàu 500.000. Bạn Miru Thúy 500.000. Chị Lâm Đoàn 500.000, anh Minh Huỳnh 500.000, bạn Dương Trâm 500.000, bạn Tam Huỳnh 500.000, chị Hương ở Đà Lạt 500.000, bạn Kim Thoa 300.000, chị Thu Nguyễn 300.000, chị Nguyễn Ngân 200.000 và cô Nhàn 200.000. Rồi như vậy thì bây giờ chắc cô nhận giùm cho anh ha. Ở đây anh nói chung đứng cũng không vững nữa. Ừ. Cái này con trao lại thay cô thay mặt anh Bổng nhận dùm con ha. Ừ. Ở đây là 18.550.000. Ê, ừ, con đếm từ từ ha con. Ừ. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 500 gửi. Dạ. Vậy nên tôi cũng cảm ơn mấy nhà tài trợ với mấy anh em, chị em giúp đỡ cho con tôi trị bệnh, số tiền này cũng lớn lắm, thì tôi cũng cảm ơn hết. Dạ, thì con nghĩ đối với một cái gia đình mà anh Bổn như bị bệnh như thế này, đây là một số tiền rất là lớn, thậm chí là cả một gia tài. Đó. Thì mình để dành tiền đó mình thuốc thang này kia ha cô, như là mình trang trải cái cuộc sống. Đó. Dạ, anh Bổn, anh có muốn chia sẻ khi mình nhận số tiền này mình có muốn nói? Em rất vui khi được nhận số tiền này. Em cũng xin cảm ơn quý mạnh thường quân gần xa với mấy anh đã giúp đỡ cho em có số tiền để em trị bệnh. Và thành thật biết ơn, chúc quý mạnh quân và các anh nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Anh Bổn, nói chung qua cái cách nói chuyện mình, anh Bổn nói chuyện rất là từ tốn nha cả nhà. Khi mà anh Bổn nhắn tin vào anh Việt á, xin giúp đỡ là anh cung cấp những cái hình ảnh thông tin này kia rất là dễ, và qua cái cách nói chuyện anh mình cảm nhận được con người của anh nó rất là hiền đó. Cả nhà cũng thấy là ảnh mặc dù bị bệnh nhưng mà vẫn phải lao động, vẫn phải kiếm tiền kiếm kế sinh nhai. Thôi bây giờ nói chung thì em thì giống như là cũng nhịp cầu nói thôi. Thì mình có số tiền này cũng rất là quý rồi, thì bà con cô bác người ta thương mình, đây là cũng tấm lòng của người ta. Ta thương mình ta mới giúp đỡ cho mình. Thì mình cố gắng mình trân trọng điều đó và cố gắng lo trị bệnh ha. Em sẽ cố gắng lo trị bệnh ạ. Rồi em cũng chúc anh Bổn sớm hồi phục sức khỏe ha. Và chúc anh cũng thật nhiều sức khỏe luôn. Con chúc cô cũng nhiều sức khỏe cô. Mình cũng đừng có quá đau buồn vì chú chuyện của chú á. Để bây giờ cố gắng lo cho anh Bổn ha cô. Thì trước khi kết thúc cái video này thì mình cũng thay mặt anh Bổn thì gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm đã có tấm lòng rồi gửi đến cho anh một số tiền rất là lớn luôn. Thì để mình xin đọc lại cái địa chỉ ở đây là ấp Thích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Và mình xin phép đọc cái số điện thoại của anh Bổn lên cái video này luôn, để sau này mà có nhà hảo tâm nào muốn đến đây thăm á, hoặc là có cái bài thuốc gì đó giúp đỡ cho anh Bổn á, thì có thể liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại là 0968 658 894, là số điện thoại của anh đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, đó là cái số điện thoại của anh Bổn. Mình xin phép đọc lại là 0968 658 894. Thì cũng mong là sẽ có nhiều bà con biết đến mình á. Có thể là cho mình một bài thuốc. Tại vì qua cái video thì anh Bổn cũng có một nhà hảo tâm là chỉ có bài thuốc sức thì cũng đỡ rồi. Hôm nay thầy Phước chủ ha. Thôi vì thôi con cũng một mai nào cô không còn sức khỏe. Dạ cô, cái này cho con hỏi con này ha. Ví dụ một mai nào đó cô tuổi cao sức yếu á, cô lớn tuổi rồi cô không có lo được cho anh á, thì cô có nghĩ gì không cô? Thì cũng sợ vì già rồi không ăn gì được rồi lo cho con. Cô năm nay bao nhiêu rồi? 63 tuổi rồi. Dạ 63. Bây giờ cô còn khỏe mạnh á, còn lo cho anh được. Một mai nào đó sức khỏe yếu mà ốm đau mà. Mình là con người mình đâu có tránh khỏi bệnh tật. Bởi giờ ví dụ cô giờ còn sức lo cho anh được, ví dụ cô yếu rồi anh không biết sao nữa. Nói chung thì tới đâu hay tới đó đi. Cô cũng mong là có một cái phép màu, hay là cái sau này mình cái cuộc sống mình sẽ tốt hơn ha cô. Thôi vậy thôi thì mình cũng xin thay mặt gia đình anh Bổn một lần nữa gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Và mình cũng xin dừng cái video tại đây và xin hẹn cả nhà ở một video gần nhất nha. Như vậy anh Bổn có nhà hảo tâm ở Chợ Lách. Gửi anh đến 200.000 để anh trị bệnh. Với em có một bài thuốc Phước chủng bài thầy nha. Miếng nếu có duyên thì anh sẽ hết. Thì anh nghe em nói nha, là một cái là diêm xanh, huyết kiệt, mỡ heo. Anh ra ngoài về thuốc tàu á,
anh sẽ nói bán cho con diêm xanh quyết kiệt thôi. Rồi ra ngoài tiệm mà người ta bắt thịt heo á, mua mỡ heo xong rồi mình khuấy lên đều, rồi mình sẽ sức sức nhanh nó sức, rồi đó là miếng phước chủ mời thầy thì nó sẽ hết cho anh bổng Mạnh Thường Quân và các bạn. Bây giờ thôi xin cảm ơn, kết thúc video ở đây ha. Dạ con em cũng xin cảm ơn quý thính Mạnh Thường Quân ở Trà Lát rất nhiều ạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Yeah.